Xin kính chào toàn thể các cô chú, các anh chị cùng với các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Kính thưa toàn thể các cô chú, các anh chị cùng với các bạn, hiện tại Ngân đang có mặt tại xóm Rộng, xã Thượng Cốc, huyện Lạng Sơn của tỉnh Hòa Bình. Đã buổi chiều tối rồi cô chú, các anh chị, các bạn, nhưng Ngân cũng tranh thủ về đây để thăm gia đình, một gia đình cực kỳ hoàn cảnh và cái éo le ở trên cái địa phương này, cô chú, các anh chị và các bạn ạ. Theo cái thông tin ban đầu thì Ngân nắm được đấy là gia đình có 4 thành viên, trong đó thì có ông nội thì đang bị bệnh nặng, đang phải nằm ở nhà, bố thì bị bệnh thần kinh, còn có 2 đứa trẻ rất là nhỏ tuổi, mẹ thì đã bỏ đi lâu rồi. Chính vì thế cái cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, đặc biệt là sống trên cái ngôi nhà sàn phía sau tay của Ngân đây thì cũng đã sụp sệ và gần như sắp sập rồi cô chú các anh chị. Bây giờ thì mời toàn thể các cô chú các anh chị cùng với các bạn đi vào bên trong để thăm hỏi gia đình cùng với Ngân nhé. Đầu tiên cái ngôi nhà sàn và lợp bằng ngói, còn trên cái hè trên kia thì đã hỏng hết rồi cô chú các anh chị này. Mình thấy là trên này thì lợp tạm bỡ bằng cây và những cái bao tải, nhưng mà hiện tại thì đã bị mục nát hết rồi. Đấy. Lợp bằng cái ngói này thì cái ngói này là cái ngói cổ xưa cô chú ạ, cái này là ngói này chắc là cũng phải vài chục năm rồi, bây giờ người ta không có dùng cái ngói này nữa rồi. Còn thế này thì là những cái cột bằng cây. Ngân thấy cũng khác là bên này thì thấy là bên này là ngôi nhà thì siêu vẹo rồi cô chú ạ, những cái cột thì siêu vẹo, những cái cửa sổ thì Ngân thấy là cũng hỏng hết rồi. Nhà hỏng hết rồi, chống cái này của chú ạ. Đấy. Siêu vẹo. Ôi bé đang làm gì đấy, nấu cơm à? À, giỏi thế nhỉ? Năm nay là con bao nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi. Con vo gạo con phải vo bằng 2 tay chứ. Con vo 2 tay, đấy, kéo cái tay áo lên. Kéo tay áo lên, khỏi nó ướt. Kính thưa toàn thể các cô chú, các anh chị, các bạn, thì cháu là người nhỏ nhất trong gia đình. Đó thì... nhưng ông thì ốm, bố thì không được bình thường. Chính vì thế thì mọi cái việc sinh hoạt thì đều phải tự túc, thậm chí là còn phải nấu cơm cho cả gia đình, chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình cô chú các anh chị các bạn ạ. Thế là tối nay nấu cơm có thức ăn gì không? Ăn cái gì? Rau. Rau này á? Ăn cái rau đây đấy. Có thế thì có chú thấy có hai cây rau cải này thôi á. Chỉ có từng đấy thôi. Rất là tội nghiệp của chú, anh chị và các bạn ạ. Ở đây cũng chính là cái khu nhà bếp của nhà cháu. Mà đây chính là cái chuồng lợn. Thực sự đây là cái chuồng lợn trước đây của gia đình. Bây giờ thì kiểu như hoàn cảnh quá thì không có lợn có gì nữa cả, cho nên là hiện tại thì lấy tạm cái góc này làm cái nhà bếp, cho nên là nhìn nó không đảm bảo vệ sinh đâu cô chú anh chị và các bạn ạ, rất là mất vệ sinh. Đây cô chú thấy đấy, thấy cháu múc từng cái giọt nước ở trên kia thì chắc là cũng Ngân nghĩ là chắc là cũng không có nước luôn đấy chứ. Ôi trời ơi, nhìn cháu cúi mà thấy cái xô hết nước à Hà Anh, hết nước à con? Thế cái nước nhà con ăn là lấy đâu? Hết rồi á, thế bình thường ra thì lấy nước ở đâu ăn? Đi là nhờ nhà hàng xóm bên đấy ạ. Đây là anh trai à, là hai anh em đấy gì? Hai anh em của chú ạ, chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Anh thì bây giờ là chuyển sang nhóm lửa để nấu cơm. Cô chú xem nhà bếp như thế này
chắc ở đây cũng là khô. Bình thường ra các con tắm là tắm ở đây luôn à? Không. Tắm ở chỗ này là có phải tắm ở chỗ này không? Không, con đi tắm ở ngoài suối đây, tắm bóng. À, đây là con... tắm về cái tắm kia. À, đây có nghĩa là tắm ở ngoài suối. Vâng, thế chứ ạ? Dạ. Ừ, phải nói là vâng nhá, chú hỏi là phải vâng nhá. Đây, rất là tội nghiệp của chú ạ. Thế nhưng mà trời lạnh như này làm sao tắm suối được? À, không tắm suối. À, tắm hôm qua rồi, thế hôm nay. À, thế hôm nay không tắm. À, thế là lạnh quá là không tắm đúng không? À, thế bình thường nha, nếu không tắm suối thì có phải là tắm ở chỗ cái xô nước này không? Tắm suối. Ừ, nhưng mà không bao giờ tắm ở nhà. Tắm ở nhà, có ngày tắm nhà, có ngày tắm suối. À, thế còn à, con Hành. Tắm suối. Hành ơi, cháu bình thường nha, cháu sẽ tắm ở đâu? Tắm cũng suối. Cũng ra suối tắm á? Ừ. Thế là có nghĩa là ở nhà mình không có chỗ tắm. Ra vải đấy, xuống tắm dưới đấy. Ờ. Và sâu lắm. À, thế không tắm ở nhà mình không có nhà tắm à? Không, con thế... cho em con người, em cho em không xuống sâu, con xuống sâu thôi. Ui dồi, nhưng mà trời lạnh như này có 8-9 độ như này thì làm sao mà tắm suối được à các con? Cũng có người tắm. Ờ, nhưng mà lạnh lắm đúng không? Đấy, cô... tắm kính thưa với các cô chú, các anh chị và các bạn, các cháu thì ở nhà không có chỗ để vệ sinh cá nhân luôn, cho nên là hiện tại là nếu mà có tắm thì ra suối tắm rồi. Đấy, ra các cháu bảo là ra suối tắm sướng hơn, nhưng mà thực sự là ở cái tuổi các cháu như này là rất là ngây thơ, không hiểu cái gì cô chú, các anh chị, các bạn ạ. Suối thì sâu nguy hiểm, thứ hai nữa là cái mùa này cái nước suối nó vô cùng là lạnh, nó không khác gì nước ở trong tủ đá luôn. Thế mà các cháu không trả lời rất là hồn nhiên. Thật sự là quá là tội nghiệp cô chú ạ. Đây là không phải là nhà bếp mà là cái chuồng lợn ngày xưa của gia đình thôi. Quá là mất vệ sinh luôn. Cô chú xem nó quá là mất vệ sinh như này. Ngân rất là buồn khi phải quay lại những cái cảnh như thế này. Nhưng thực sự nếu mà không quay lại thì cũng không biết là cuộc sống của các cháu nó khổ như thế nào. Đây. Đây. Nước thì không có nước ăn nên cô chú này phải xin bên nhà hàng xóm, nên bây giờ cũng hết rồi. Cháu này rửa rau vào trong cái xô. Trời ơi, thật sự là quá là khổ luôn cô chú ạ. Cháu gái tên là Hành, còn cháu trai tên là gì? À, Bảo Hành à? À, Bảo thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 11 rồi. 11 tuổi rồi, con còn đi học không? Con muốn nghỉ, con phải đi học từ thứ đầu. À, con nghỉ sao mà nghỉ? Con đến nghỉ đến lớp 2 là nghỉ. À, có phải là nhà không có tiền không? Nhà có tiền để đi học không? Con lúc kia con biết cái gì con nghỉ đấy. Thế, thế bây giờ là đi học lại à? Học lại từ đầu. Bây giờ đang học lại lớp 1 à? 11 tuổi học lớp 1 đúng không? Ờ. Thế Hành này, cháu con còn đi học không? À, bây giờ cháu vẫn đi học đúng không? Cháu để cọc ở trường rồi, quên cọc ở trường rồi. À, thế là Hành là học bây giờ ít tuổi hơn là em, nhưng mà học lớp 2. Còn anh thì 11 tuổi thì lại đi học lại từ đầu là học lớp 1. À, thế chú Ngân hỏi thật nhé. Nhà mình như thế thì mẹ có hay về không? Không. À, mẹ bỏ đi lâu, con có nhớ được bỏ đi từ lúc nào không? Con không biết nữa. À, con không biết luôn. Con bỏ từ năm lớp 1 đấy. À, thì bỏ. Con lúc kia còn mấy tuổi đấy. Lúc đấy là em con còn nhỏ xíu đúng không? Lúc em con 3 tuổi, 2 tuổi. À, thế Hành có biết là mẹ mình bỏ đi không? À, đến bây giờ con cũng không biết mặt mũi mẹ như thế nào đúng không? À, thế là bây giờ bình thường ra ai chăm sóc các con? Bố. Nhưng mà bố cũng bị bệnh đúng không? Có phải bố cũng bị bệnh không? À, bố cũng cũng không được bình thường đúng không? À, thế bố có hay mua thịt, mua cái gì cho các con ăn không? Không mà, không có tiền đúng không? Thế nhà mình cứ ăn rau như thế này á? Ăn rau suốt như thế này á? À, ôi, con lấy rổ đi con, nhà mình có rổ không? Không có rổ á? Thế bây giờ rửa rau như thế làm sao nó sạch cho mà ăn? Ừ, rửa hai
hai lượt cũng không sạch đâu mà có rổ chứ. Ừ, thế sang xin nước đi. Ôi trời ơi, một đứa 11 tuổi với một đứa 8 tuổi cô chú ạ. Mà làm khổ thế chứ. Thật sự là quá là khổ cô chú ạ. Con chờ anh lấy nước về mới rửa tiếp chứ còn cái này không sạch đâu. Không sạch là ăn này là không đấy. Hôm nay nhá, chú Ngân có mua mì tôm này, có mua lạc này, mua cá khô này. Có thích không? Ờ, tí nữa chú xem về nhà xong rồi chú mang lên trên nhà cho nhá. Ờ, bây giờ hết cả nước rửa rau cô chú ấy, đến nối cái nhà không có cái rổ nào để rửa rau thế này thì thực sự là không còn cái gì. Cô chú nhìn lấy cái khô này là khô nhà bếp của các cháu, mất vệ sinh quá. Thế nhà con ở dưới này không có bóng điện à? Không có. Ồ, không. À, không có chú ạ thế chứ. Phải nói là chú ạ thế nhá. À, cơm sắp chín chưa? Cơm chín chưa? Cơm cạn nước chưa? Chưa chín. À, mở cái mung nồi ra cho chú xem nào. Đây đây bên này. Đấy, để xem cơm ở giai đoạn nào rồi. Thôi, thế cơm như thế này thì đừng đun lửa nữa. Nó cháy nồi đấy. Bây giờ thì về trên nhà thì chú Ngân nói chuyện một tí nhá. Đi, về trên nhà đi. Đi về nhà đi con. À, ngày hôm nay Ngân về đây thì cũng trích ra một cái suất quà 500.000 để mua giúp đỡ các cháu được cái phần nào. Đây là toàn là đồ nhu yếu phẩm đây cô chú anh chị các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mang trên nhà. Đấy. Nào, hành ra đây nào. Rồi. Bây giờ thì mời cô chú lên trên nhà với Ngân một chút nhé. Wow, nặng lắm, có xách được không? Ui. Vâng, chào các ông, các anh nhá. Chào. Vâng. Chào anh Ngân nhá. Vâng. À, đây là anh Yên ở bên Hội Chữ Thập Đỏ. Thì cũng ngày hôm nay anh em cũng về cùng về đây để thăm gia đình cô chú anh chị nhá. Đấy. Vâng. Đây, anh Yên giữ giúp mình nhá. Rồi, rồi, em để đây nhá. Rồi. Nãy ngồi là cứ thấy ông nói chuyện mình thôi. À, à. Thế là cứ thấy ông tươi tươi mà hóa ra là ông này nói chuyện mình. Vâng. Không hiểu cái gì luôn. À. À, giới thiệu với anh là em là trưởng thôn. À, là xóm Dông Cọ. À. Thì hôm nay là rất là cảm ơn vâng. Tập thể cá nhân có sự quan tâm đến cái gia đình khó khăn của xóm. Vâng. À, còn có quà cho gia đình nữa là cũng thay mặt gia đình rất là cảm ơn. Vâng. Tập thể. Thứ hai nữa là cũng trình bày với các anh luôn là gia đình của ông bà đây chú đây là hết sức khó khăn, diện nghèo của xóm. Rồi. Em bây giờ có hai cháu, chú này thì vợ thì bỏ đi làm nên không có tin tức gì cả. Một mình chú là kiếm ăn lo cho hai cháu với cả ông và công việc cũng không ổn định. Thỉnh thoảng có công việc thôi. Hoàn cảnh rất là khó khăn, nhà cửa thì các anh về cũng trực tiếp là thấy như này thôi. Rồi. Ông ơi, cháu ông nhá. Vâng. Vâng. Vâng, dạ. Ông có nghe cháu nói không? À, dạ. Ông nói không hiểu cái gì mấy cô chú ạ. À, ngày hôm nay về đây thì cũng rất là vui mừng là bởi vì là có chỗ anh Yên là bên Hội Chữ Thập Đỏ và cũng có chỗ chị Quyến. À, cũng là một mạnh thường quân cũng thường có những cái chia sẻ với những cái hoàn cảnh khó khăn. Anh tên gì nhỉ? Bùi Văn Dấn ạ. Bùi Văn Dấn à? À, anh sinh năm bao nhiêu? 90. À, thế là ít tuổi hơn mình rồi. Sinh năm 90. Thế hiện tại công việc của anh là cái gì? Anh có đi làm gì không? Em cũng ai gọi ngoài đường đi làm thôi, không cùng việc cũng nhiều lắm. À, nói chung là có hôm không đúng không? Thế thường là đi làm cái gì? Em nếu người ta gọi em đi làm cái gì? Em làm cái. À, thế à. Thế nhưng mà cái đấy thì thu nhập có được tiền không? Được nhiều tiền không em? Cái đấy thì ít thôi. À.
thì đủ ăn nuôi hai cháu này với ông là... À, có đủ ăn không? Có. À, em anh hỏi thật nhé, em có hay mua thức ăn gì cho các cháu không? Lâu lâu cũng có. À, lâu lâu cũng có. Còn thường rồi. Thường là ăn bữa ăn có cái gì? Ăn dâu. Ăn dâu. Ăn cả cái thứ. À. Thôi mà nói ra đồng móc cua móc cái gì ăn thôi. À, cải thiện bữa ăn bằng cái tự kiếm đúng không? À. Anh hỏi tế nhị một chút nhé. Ừ, thì anh thấy em người em nó cũng hơi nhợt nhạt, thì không biết là em có bệnh gì trong người không? Em có. À, có biết là đi khám bao giờ chưa? Em đi rồi ạ. À, đi khám rồi. À. Thì người ta bảo em bị bệnh gì? Em bảo là bị bệnh gì? Gan. À, bị gan à? Vâng. À, thì gan thì đừng hút thuốc, đừng uống rượu nhá. Vâng. Bây giờ thì vợ em bỏ đi lâu chưa? 4 năm rồi. 4 năm. Thế có gan liên lạc? À. Thế có không liên lạc như thế thì chắc cũng không gửi đồng nào về cho các cháu đâu đúng không? Không, không gửi. À, em lấy cái đấy. Ấy thì báo cáo mới cho anh Yên thì ngày hôm nay kênh Cuộc Sống Tây Bắc anh về thì cũng có một cái phần quà nho nhỏ để gửi đến gia đình cho các cháu là động viên. Vâng. Đây là cái sữa cho ông. À đấy. Trực tiếp luôn này. Rồi thì ông cũng nói là alo, rất là hoàn cảnh, rất là ông chưa đâu là muốn uống rồi đây. Chắc là thèm quá. Vâng. Đấy. Ông dùng đấy. Đấy. Có hôm là ông là đói ăn mà ở một mình không ai có cơm nước gì. Dẫn đi làm ăn xa. Dẫn thì con trai thì đi làm ăn xa nên các cháu thì nhỏ. À. Thế ông nằm ở nhà là lịm đi. À. Hàng xóm sang thì nói thật là thấy cứ nghĩ là đi rồi. À. Xong rồi cho sữa bắt đầu uống vào là lại mới tỉnh lại. Chắc là đói quá. Đói không biết kêu ấy. Không biết kêu. À, để nhìn các cháu ăn cũng ngon lành. Khuyến em cắm cho các cháu mỗi người một hộp sữa để các cháu đấy chắc là cũng uống một cái là hết một hộp luôn rồi. Đấy. Ngon không ông? Ngon không? Ngon à? Ông cũng nghe được đấy chứ? Cũng hiểu. Hết một hộp. À, vâng, chào chú nhá. Vâng, à, vâng, chúng tôi chú uống nước ạ. Nhắc là chủ tịch hội yếu đỏ xã. À, vâng, chào chú. Chú đến lâu rồi nhưng mà chắc cũng nãy là còn mãi chạy. Vâng ạ. Đấy, vâng. Thế hôm nay về thì cũng có đủ cả trưởng xóm. Đấy. Trưởng xóm rồi à, hội chữ thập đỏ nha. Vâng. Đấy. Ông uống hai hộp một lúc luôn cô chú ạ. Vâng. Ê, hoàn cảnh của em ấy, em ạ, hoàn cảnh của em đúng là gà trống nuôi con đấy. Đấy. Vợ thì bỏ đi như thế rồi. Bây giờ công việc lại thất thường, người lại không được khỏe khoắn nữa. À, anh đầu tiên thì nhà anh nhờ chỗ em Quyến là em lấy cái quà của bên kênh của anh để em trao cho các cháu về đấy. Đấy, em lấy ra từng món giúp anh với đấy cho nó đấy. Thì em nhá, hôm nay anh về đây thì có cả chỗ anh Yên bên hội chữ thập đỏ nữa, thì hồi anh cũng không có cái gì nhiều và anh cũng trích ra một cái phần quà của bên kênh đó, là bên đồng hành với các bên hội chữ thập đỏ nữa, thì gửi tặng cho gia đình là với các cháu, là động viên các cháu mấy ông nữa. Vâng. À, có một chút cái nhu yếu phẩm thôi, mì tôm rồi mắm muối thôi. Vâng. Nhá, để các cháu cũng vơi đi cái phần nào vất vả, bởi vì là anh thấy ở dưới đây là nãy cháu là nấu cơm là chỉ có ba cái hai cái củ rau đấy, mỗi cái rau mà thấy còn không có cái rổ nào, cả nhà không có cái rổ nào để rửa rau à? Không ạ. Ôi trời ơi, không có rổ, không có chậu. Đấy. Lại đi làm ăn xa. Mà cũng Covid nữa đúng không? Có làm ra cái gì không? Không biết được không? Không ổn định đấy. Đấy thì hôm nay về nhá, Hành nhá. À, bác Ngân bây giờ là sửa lại là bác, bởi vì hơn tuổi bố nhiều đấy. Đây thì có sắm cho các cháu ở đây này, có mì tôm này, có cá khô này, đấy, có lạc này, có nước mắm, dầu ăn, dầu gội đầu cho các cháu luôn. À, kem đánh răng nhá, đấy, dầu gội nhá. Đấy. Đấy. Bây giờ nghe cho anh Yên ạ, các cháu không có chỗ tắm, cho nên là lạnh như này toàn ra suối tắm thôi. Đấy, nước lạnh này 8-9 độ này buốt này mà ra suối tắm thì không biết các cháu tắm rửa như thế nào, khổ. Quá là mong muốn các mạnh thường quân quan tâm chia sẻ với chỗ cháu. Đấy. Gia đình của anh giống. Cũng thấy bên chỗ anh Yên với lại chị Quyến là hôm nay về cũng có cái quà cho các cháu nữa, thì không biết là bao gồm cái gì thì chia sẻ cho các cháu để các cháu mừng.
chia sẻ với các anh các chị là cũng có ít lòng nhiều, cũng gọi là có phút tấm lòng. Hôm nay anh em với chị Quyền trong cái công tác thiện nguyện nhân đạo mặt trận nhân đạo trên địa bàn huyện Lạc Sơn thì cũng có ít gọi là mắm muối mì chính thôi, có canh với sữa đấy, vệ sinh với mì tôm thôi. Mì tôm đấy, toàn những như đồ cần thiết rất là gọi là tính ra nó rất là nhỏ. Đúng rồi, nhưng mà đối với các cháu là rất là quý. Nhìn các cháu chắc là cũng lâu ngày được ăn đúng không? Em chắc là làm gì có tiền để mua quà cho các cháu đâu đúng không? Vâng. Anh nghĩ là tiền ăn còn không đủ chứ làm gì mà có quà. Cho nên nhìn các cháu ăn ngon lành. Có thích không? Hành có thích ăn bánh như thế này không con? Thì ăn nhá. Ăn xong uống sữa nha. Nhưng mà ăn uống sữa như thế thì tối làm sao ăn được cơm nữa. Đấy, ngày hôm nay các cô các chú có mua để có mua cá khô, để có mua lạc này. Thì ở dưới kia có rau rồi thì tí nữa rang cá khô lên mà rét rét như này thì ăn ngon lắm. Bà Ngân chỉ thấy là nồi cơm nhỏ quá, không biết có đủ cơm không ấy. Đấy. Thôi, tinh thần thì chưa giúp được cái gia đình của em nhiều đâu. Anh em hồi anh hôm nay về đây thì gọi là có một chút cái tấm lòng để động viên các cháu. Anh biết là cái cảnh gà trống nơi con mà vừa bệnh tật mà Covid dịch bệnh như này mà không có công việc ổn định. Ở làng quê mình thì toàn cái cũng nghèo khó, công việc thì không có, cuối năm này thì chắc chắn là có nhiều cái khó khăn. Nhưng mà nói thật với lại cho anh Yên với lại chị Quyền là thấy các cháu mặt rất là sáng sủa, là dễ thương, nhất là cháu gái nó có khuôn mặt rất là sắc xinh, gọi là xinh gái ấy. Cho nên là hy vọng là sau này thì em cũng cố gắng nhá em nhá, nuôi các cháu cố gắng học để các cháu là không biết là có thành cái gì không, nhưng mà để các cháu cũng biết chữ với người ta đã, cũng đỡ tủi thân. Còn Bảo nhá, Bảo là bây giờ là 11 tuổi là đi học lại lớp 1, cũng phải cố gắng đấy nhá. Xuống thì cũng phải học với các em cho nó học giỏi nhá. Một bánh con. Đấy. Ông chắc ông này thèm quá. Đấy. Đấy. Không phải đâu. Chia cho người khác đấy. Chia cho mọi người đi đấy. Cũng cho. Không phải đấy đâu. Cũng gọi là cũng bản chất là người tốt đấy. Cũng biết cũng biết đấy, không phải đấy đâu. Là bệnh thôi. Bản chất là người tốt đấy. Nhưng nếu ngày xưa ông không bị bệnh là ông là người tốt. Này mà nếu mà có điều kiện mà chữa trị là chắc là ông cũng cũng không có hỏi. Ngày xưa tỉnh táo mà mới anh giống nhỉ? Ông là bệnh mấy bao nhiêu năm nhỉ anh? Chục năm rồi. Đây cô chú ạ, căn nhà đây rất là tồi tàn tành toàng này. Đây nhà không có bóng dáng của phụ nữ, cho nên là mọi cái đồ trong nhà thì nhìn bụi bặm, xoong nồi không có cái gì cô chú ạ. Đồi cơm điện thì có nhưng mà cháu cũng bảo là hỏng rồi, để vứt đây. Ôi, cho bác hỏi này, quần áo thì những quần áo ai mà là vứt tùm lum này con? Quần áo của ai đấy? Quần áo của con để đâu? Quần áo của con là để trong túi à? Thế bình thường ra buổi tối thì con ngủ ở đâu? Con ngủ ở đây, chỗ con ngủ ở đây à? Chỗ con ngủ ở ngay chỗ này luôn á? Con có cái chiếu hay cái gì để trải không con? Con trải bằng cái chăn này á? Cái chân danh này xuống à? Cái này á? Đứng dậy chỉ cho bác xem nào. Cái này là con trải xuống để ngủ à? Cái này là trải bên dưới đúng không? Thế còn có chăn để đắp không? Chăn đầu cho chăn con đắp là cái nào? Con đắp cái đấy á. Thế có lạnh không? Cái đấy làm sao đủ ấm? Bác Ngân thấy này, cái chỗ mà con ngủ ấy, nhìn này, con nhìn cái sàn nhà con ngủ này. Cái này gió nó có lùa lên lưng không? Có lạnh không? Có á. Thế ngủ có ngon không? Ngủ như thế làm sao mà ngon được? Ngủ lạnh đúng không? Ngủ có lạnh không? Có lạnh đúng không?
có lạnh nhưng mà cháu cũng hồn nhiên tươi cười. Này nhìn cái cửa sổ nhà con kìa, cái phòng con ngủ kìa. Ôi hỏng hết rồi. Đấy, làm thế mà đây, thế là hồi buổi tối là con ngủ ở đây với ai? À, bố với anh, ba bố con ngủ ở chỗ này á. À, lạnh quá đấy nhỉ. Ôi trời ơi. Đây của chú anh chị các bạn. Hai anh ơi, con bác Ngân chưa có tin tủ lạnh hỏng đâu, bởi vì là bác thấy cái tủ lạnh nó còn mới lắm. Nè, đâu mở ra xem nào. Nè, cháu mở chỗ nào cho bác xem nào, để xem có cái gì bên trong không, hay là nói dối bác Ngân à? Ôi hỏng thật cô chú ạ, không, trong bên trong thì không có điện. Xem nào, bác Ngân xem có cái gì không? Có mỗi quả khế thôi à? Quả khế còn cái gì, mấy cái bao gì đây? Không có cái gì đâu. Ôi, tép à? Tép khô để mua để ăn dần à? Vâng. Hay ai cho? Mua để ăn rồi. À, tức là ăn bằng cái đấy đấy. Mà con mở cái ngăn trên cho bác xem nào. Có cái gì không nào? Có dấu thịt cá ở trong kia không? Đúng là hỏng thật cô chú ạ, không có cái gì cả. Đấy. Không có một cái gì cả. Đấy. Chống vơ chống hoắc. Hỏng hết rồi còn gì nữa, gọi là để làm theo bác Ngân nghĩ là ngày mai bảo bố bán ve chai đi. Xong rồi được có khi được cái này được 20-30 nghìn, này còn được mấy con cá khô. Nhở? Chứ để này vừa chật nha, mà lại có dùng được nữa đâu. Vì thì cũng hỏng rồi, con thử qua bật tivi cho bác xem nào. Hỏng rồi à? Thì hỏng thì thôi nhé, bác không, bác tin rồi, bây giờ là bác tin con rồi. Đấy, rồi đóng cửa lại đi con. Bác thấy nó mới mới bên ngoài, sợ là con nói dối bác nhưng mà trêu thế thôi. Rồi, cảm ơn con nhé. Anh Yên ơi, với chị Quyền ơi, thì anh em ngày hôm nay thì tạm thời là cũng về thăm gia đình ông, về lại thăm chỗ em hay là các cháu như thế đó nhỉ. Thì bây giờ cũng tối hết rồi, thì anh em mình cũng xin phép gia đình đi. Nhờ. Đấy. Gia đình xin cảm ơn các anh ở huyện, ở xã này, các anh các cô và về giúp đỡ, thấy hoàn cảnh gia đình nó quá như thế này đấy. Vâng, đây cô chú ạ. Ngân thật sự là đi bước trên nhà, ngôi nhà này thì Ngân cũng cảm giác rất là sợ, bởi vì là sợ mình lún chân xuống, mình lọt chân xuống bên dưới, bởi vì là cái sàn nhà thì hỏng hết rồi. Đấy. Khổ cái cảnh gà trống nuôi con gạch người hết, không có chỗ nào để ngủ của chú ạ. Rồi bây giờ thì anh em chúng cháu xin phép nhá các ông nhá. À, chào bác Ngân, chào các bác, các cô, các chú. Rồi bé Hành đâu, đứng dậy thế nào, con chào các bác đi con. Rồi ngoan nhé con nhé, ngoan cho bố nhé, không được cho tay vào như thế, thèm quá đúng không, lâu ngày được ăn đúng không. Khổ. Rồi. Em nhé, cố gắng nhá. Không có gì đâu nhá, động viên các cháu nhé em nhé. Rồi kính thưa toàn thể các cô chú, các anh chị, các bạn, ngày hôm nay Ngân về đây tối quá rồi, thì bây giờ Ngân cũng xin phép dừng video này ở lại đây thôi. Thật sự là một hoàn cảnh rất là đáng thương cô chú anh chị các bạn ạ. Đấy, các cháu nhỏ thì đang tuổi học, không có điều kiện để ăn để học, thiếu cái ăn cái mặc, nhà thì hỏng hết rồi, rách dưới, ông thì bị bệnh, còn bố các cháu thì bây giờ đúng là trong cái cảnh gà trống nơi con, mang trong mình bệnh, có lẽ là cũng là cái bệnh giống như kiểu của ông, nhưng mà cái giai đoạn này thì em còn trẻ cho nên là cũng còn nhẹ hơn. Chính vì thế thì đi làm cũng không đủ cái kinh tế để nuôi các cháu, cho nên từ cái ăn cái mặc các cháu đều là thiếu thốn cả. Về đây thấy các cháu cầm những cái bánh mà ăn ngon lành, cảm giác là rất là xót xa, bởi vì là biết là các cháu cũng ít được ăn những cái món đồ ăn như thế. Cô chú, các chị và các bạn ạ, thực sự là rất là mong các cô chú, các chị, các bạn như Mạnh Thường Quân xa gần sẽ động lòng để chia sẻ những cái khó khăn với gia đình, và để gia đình vượt qua những cái khó khăn, đặc biệt là sắp đến Tết rồi, mong muốn là sẽ có cho các cháu những cái trang trải trong cuộc sống, để các cháu có một cái Tết đầm ấm hơn, đầy đủ hơn như bao gia đình khác.
Ngân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các cô chú, các anh chị, các bạn đã theo dõi video này, cũng như là những mạnh thường quân luôn đồng hành để có những cái phần quà nhỏ nhỏ đến thăm gia đình như này. Hẹn gặp lại toàn thể các cô chú, các anh chị cùng với các bạn ở những video tiếp theo. Xin kính chào.